Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại gần bệnh viện Trường máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục thăm lại cái hoàn cảnh của bé Quỳnh. Bé Quỳnh thì bây giờ là 4 tuổi đúng không chị? Chị Quyên là mẹ ruột của bé Quỳnh. Và bé thì đang bị mắc căn bệnh ung thư máu. Thời gian vừa qua thì Quỳnh phải đóng 2 lần viện phí, 2 lần tạm ứng phí. Một lần thứ nhất là trị giá là 20 triệu đồng nè mọi người. Và lần thứ hai là 15 triệu đồng. Thì lần đầu tiên khi mà mẹ cháu đóng tiền thì rất là gấp gáp. Thời điểm đó thì em đang bận và buổi tối á, là mẹ cháu đã mượn tiền của một sư cô ở dưới Bến Tre, số tiền là 20 triệu đồng. Và lần thứ hai thì mẹ cháu có gọi điện thoại cho mình nói là chuẩn bị đóng viện phí cho cháu 15 triệu thì mình cũng đã chuyển khoản trực tiếp rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thăm cháu để coi thử tình hình sức khỏe của cháu như thế nào. Chị có thể kể cho em bây giờ sức khỏe của cháu Quỳnh và bác sĩ đã tiên lượng ra sao mà? Dạ, sức khỏe của bé này tốt lắm. Có thể tuần sau là được xuất viện về nhà. Cháu tuần sau có thể xuất viện được đúng không chị? Dạ. Nhưng mà trong hỏi thăm là hai cái đợt vừa rồi ứng tiền á, tạm ứng tiền thì để phục vụ những cái công việc gì trong điều trị của bệnh cháu? Để truyền máu, truyền thuốc. Cái lần trước đó là bị gấp là gấp tối á, không có tiền thuốc ban đêm nữa, 12 giờ đêm có luôn. Dạ. Hôm nay thì cháu có nói năng cho chia sẻ gì thêm về quê hương, về bà nội, bà ngoại gì không ạ? Nói là mình cố gắng đi hết bệnh về ngoại cho đi học. Cháu mình nhập học lại. Cháu có hỏi là đi bệnh viện rồi sao không? Đi chuẩn bị vô năm học năm mới rồi như thế nào không chị? Giờ con cũng nhớ mấy bạn quá. Dự kiến thì tụi mình sẽ vào bên trong thăm cháu, nhưng mà chắc có lẽ tụi mình không có điều kiện để thăm được, tại vì khu vực đó là khu vực tuyệt chủng. Đi vào thì phải rửa tay rồi đeo khẩu trang rồi kỹ đúng không chị? Và khu vực đó thì cũng hạn chế ghi hình, quay phim, tại vì ảnh hưởng tâm lý của những cháu bệnh nhân khác. Vì vậy thì tụi mình cũng không thể nào ghi hình của cháu bên trong được, thì chắc có lẽ tụi mình sẽ ghi hình nhờ mẹ cháu ở bên trong á, ghi hình giùm để cho mọi người xem. Cháu Quỳnh hôm nay có chia sẻ gì về em hoặc là anh dọc đường cho bụi là gì không chị? Còn nhớ mấy chú dắt thường đi chơi. Cái nói để chừng nào hết bệnh mấy chú mới dắt con đi chơi được chứ. Con cố gắng thì. Đợt này mấy hôm nay á chị, cháu ấy thì lúc truyền thuốc và ấy thì cháu có F0, nhưng mấy bữa trước em gặp thì cháu có vẻ nó mệt, nó đau quá. Dạ, mấy bữa trước á mệt nằm xong mà chứ cũng không có ăn uống. Nhưng mà mấy đợt gần đây ấy, thì cái phác đồ điều trị có tăng lên không, hoặc là việc truyền máu hoặc tiếp thuốc cho cháu sao chị? Truyền thuốc rồi là nó giảm, là mới đây là truyền một bình máu với hai bình huyết động rồi. Dạ. Và bác sĩ bảo rằng mấy hôm nữa là sức khỏe của cháu ổn hơn thì có thể cho về nhà. Dạ, bữa nay bạch cầu nay cũng ổn rồi nên không có chích dưới da nữa. Mà ổng dài là chích là 9 mũi. Vâng. Đi xong thuốc là chích 9 mũi. Vâng. Như hôm trước thì chị có kể với em hay là cái quá trình mà cái phác đồ điều trị cho bé thì khoảng 9 tháng không chị? Liên tục ạ. Thì đến bây giờ thì hành trình của hai mẹ con thì là đi được mấy tháng rồi? Dạ, ở bệnh viện được 4 tháng ạ. Mà hôm bác sĩ bảo rằng mấy hôm nữa cháu có thể về nhà. Nhưng mà đợt cháu về nhà được lâu không ạ? Dạ, về 1 tuần. Về 1 tuần sẽ phải lên ạ. Thì hôm nay là khai giảng năm học mới rồi. Dạ. Thì là Quỳnh có biết và có nhắc, có nhớ bạn bè, có nhớ trường, thầy cô gì không? Có, nói nay con nhập học lại đi học. Từ cái hôm mà bọn em này gặp chị ở đây ấy, từ hôm đó nay bà ngoại và cháu, với ba cháu có lên đây thăm cháu được không? Dạ, ba ở nhà đi làm cũng có lên thì cũng vô đó, cũng hạn chế cũng không có lên. Dạ. Bà thì từ hôm đó giờ cũng chưa lên được thăm cháu ạ. Dạ. Chắc cháu nhớ bà lắm. Dạ. Vâng. Và gần Trung thu rồi, và bữa hôm trước bọn em bảo là sắp Trung thu rồi, chỗ bệnh viện ấy hoặc ở cái khu đó có bác sĩ tổ chức gì cho các bé chơi không chị? Dạ, thấy cũng có tặng quà Trung thu rồi đó, không biết tới có tổ chức chơi gì không. Bé Quỳnh có thích không?
Ăn bánh, ăn lòng đèn mà mấy cái bánh đó thì đâu có được ăn. Ủa? Bánh. Ủa, tặng bánh mà không được ăn hả? Có thể vậy tặng để làm gì ạ? Tặng cho cháu mừng cái ngày Trung thu thôi. Thiệt ra thì cháu bị bệnh đó thì không được ăn đồ ngọt, dạ. Đúng không chị? Bánh kẹo. Dạ. Như hôm trước em và mọi người đã hứa rồi thì khả năng là nếu mà cháu hết bệnh thì cũng phải chi phí lên đến là 200 tới 300 triệu thôi chị. Tầm trên cỡ đó. Thì tụi em sẽ cố gắng làm sao mà mỗi đợt mà cháu mà đóng viện phí thì tụi em sẽ gói ghém là sao đóng được cái viện phí này cho cháu. Thì vừa rồi là chỉ là mới là hai cái đợt tạm ứng thôi, là tổng số tiền chỉ mới là 35 triệu, nhưng mà những cái đợt này chỉ là làm thuốc, làm men, làm dịch nước để truyền cho cháu để thêm sức khỏe thôi, chứ chưa hẳn là những cái cuộc gọi là đại phẫu thuật, những cái cuộc mà đại điều trị cho cháu. Thì hôm nay thì hôm trước em đã có chuyển khoản cho chị được 15 triệu, thì bây giờ thì em cũng gửi cho chị thêm 20 triệu. Đợt đó thì chắc có lẽ là chị mượn từ sư cô dự giác á, thì chị gửi lại giùm cho chùa. Cái này là món quà mà em xin từ các mạnh thường quân, là tổng số tiền ở đây là 20 triệu đồng. Cho mọi người cùng nhau xem, đây là danh sách của các mạnh thường quân mà em đã gom góp được 35 triệu, gồm có là vợ chồng chị Ngân, anh Vinh là số tiền là 16 triệu đồng, Viễn Thông 200.000 đồng, chị Nga Đỗ ở Mỹ 100 đô la, chị Ngọc Dầu 5 triệu, chị Thanh Hương 500, chị Thanh Lan 500, chị Mỹ Linh ở Thốt Nốt 500, chị Thủy ở bên Pháp gửi 2,5 triệu, chị Thu Nguyễn gửi 1 triệu, chị Liên ở Nhân Trạch Đồng Nai gửi 500.000, chị Lê Kim Phượng ở Đài Loan gửi cho 2 triệu. Cái này thì em cũng chia sẻ thật á, là trong những cái mạnh thường quân ủng hộ á, là có chị vợ chồng chị Ngân, anh Vinh là người mà cực kỳ quan tâm đến cháu nhiều nhất, hầu như là cứ 2-3 ngày là nhắn tin lại một lần, tại vì chị có một con nhỏ bằng tuổi Quỳnh, bằng tuổi cháu luôn, nên là chị nhìn cái hoàn cảnh của Quỳnh á, chị rất là đồng cảm. Mà chị này mới sinh năm 90 thôi, rất là trẻ, thì hiện nay thì sinh sống bên Mỹ. Còn các mạnh thường quân khác còn lại á, là mọi người gửi cho em, ví dụ người có 1 triệu, người có 500 thì gửi cho em, nói là thôi thì Phong ơi, cứ thấy hoàn cảnh nào á, thương á, thì gửi cho họ 500, 1 triệu. Nhưng mà em nghĩ rằng là Quỳnh cũng đang đối mặt cái rằng ranh giữa sự sống và cái chết. Nếu mà không có tiền thì cháu không điều trị được, thì em xin mọi người là thôi, ví dụ chị gửi cho em 2 triệu thì em xin hết 2 triệu luôn cho bé luôn. Rồi những hoàn cảnh kia thì họ có thể lay lắc, qua ngày tụi em sẽ tìm cái cách khác để chấp vá những cái thời gian tới. Thì chị có nhắn nhủ gì tới các mạnh thường quân, đặc biệt là vợ chồng của chị Ngân hoặc là anh Vinh không ạ? Cảm ơn chị Ngân. Dạ chị Ngân, anh Vinh. Dạ cũng có quan tâm cháu nhiều. Em cũng không có gì biết nói sao. Cũng cảm ơn anh chị nhiều. Cũng cảm ơn quý thành thường quân trong nước ngoài nước đã giúp đỡ cho cháu để cháu có thể sống nha. Khi mà Quỳnh biết em, biết mẹ là chị á, là đi xuống gặp em và anh dọc đường gió bụi, thì Quỳnh có nhắn nhủ hay là có nói gì không chị? Nó còn nhớ mấy chú á. Chừng nào cũng hết bệnh mấy chú lên thăm con. Dạ. Nếu mà trong thời gian tới mà em với dọc đường gió bụi có thời gian xuống như Bến Tre á, xuống như chỗ sư cô Dù Giác, thì có lẽ là tụi em sẽ gọi điện thoại chị, rồi dẫn Quỳnh qua chùa, mọi người cùng nhau gặp nhau ở chùa để thấy sức khỏe của cháu hồi phục như thế nào. Nhưng mà em cũng thắc mắc là cháu đang điều trị thuốc á, hôi chắc vô cái tóc cháu rụng hết, thì cháu có bị tự ti mặc cảm về cái việc này không? Dạ không, em nói là con cố gắng đi, mốt mình hết bệnh cái tóc mình da dài lại chứ không có sao hết, con cố gắng đi. Anh dọc đường như bụi, hôm bữa mà em xuống như Bến Tre á, anh gặp bà ngoại cháu á, hai bà cháu có gọi điện thoại nhau, thì Quỳnh có hỏi một câu rất là ngây thơ, có nghĩa là hỏi là bà ơi, mấy bạn là đang chờ con hết bệnh rồi mấy bạn mới đi học chung với con hả? Đúng không chị? Dạ. Cháu cứ nghĩ rằng là mọi người đang chờ cháu đã hết bệnh rồi cùng nhau đi học. Chị nghe những cái chia sẻ của cháu như vậy thì chị có tâm sự gì cho tụi em rõ không ạ? Nhưng mà đang ngày mai là ngày mà bắt đầu năm học mới rồi, ngày mai ngày mốt bắt đầu khai giảng rồi, thì với điều kiện hoàn cảnh gia đình mình như thế này, thì bản thân chị có
có thấy tủi thân gì nhiều không? Thằng tủi lắm chứ. Còn người ta quen mà đi học. Còn con của mình. Phải chịu đựng bao nhiêu đó nữa. Vậy mình có chuẩn bị sách vở gì cho cháu không chị? Ở đây thì em cũng mua tập bé tập viết chữ, tập đồ mèo. Ở đây ấy thì ngoài trong cái thời gian mà điều trị ra ấy, thì là trẻ dạy cháu và bổ túc thêm cho cháu như thế nào chị? Hay ở bệnh viện người ta có ấy không? Người ta có dạy, có giáo viên không? Mình mua tập, một tập cho bé viết chữ đếm số mà chứ bệnh viện không có. Mấy bữa nay ở phòng bệnh của cháu thì chắc cũng vẫn mấy đứa bạn đúng không? Trước vẫn mấy đứa vẫn ở nhau hả chị? Hay là chuyển phòng rồi? Dạ, giờ thì bữa hổm thì có bé trùng tên tiết kiểm vào phòng 302. Dạ. Thì cũng có mấy bạn mới vô. Hay là bây giờ chị làm giáo viên luôn, chị dạy mấy cháu trung phòng luôn. Chứ bây giờ chuẩn bị vô năm học rồi, cháu cho cháu học từng trang sách đầu tiên để khi mà tuần tới cháu về nhà thì không biết là cháu có được hòa nhập với lớp học, hòa nhập với các bạn không hay là như thế nào chị? Dạ không có được đi ra ngoài nhiều. Ở nhà ở trong phòng cũng không có được đi ra ngoài. Ra ngoài cũng tiếp xúc với nhiều người. Căn bệnh gì mà cực ha, mới nhỏ mới 4 tuổi hả chị? 4 tuổi rồi cháu cũng đang rất là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi vui tuổi vẻ. Thôi thì tụi em cũng ráng chúc chị với cháu được sớm coi như thoát khỏi cái bệnh viện này càng sớm càng tốt, làm sao mà cháu được đi học. Không cần là có thể là cháu sẽ bị chậm hơn các bạn. Dạ. Cháu lớn tuổi hơn, cháu sẽ học lớp sâu hơn. Nhưng mà miễn sao cháu khỏe và cháu được đi học là mừng rồi. Dạ. Chị làm sao đừng để cho cháu vì cảm giác tự ti. Tại vì em biết rằng là với độ tuổi đó mà học mà lớn tuổi hơn, học lớp sâu thì cháu sẽ dễ bị tự ti lắm. Vậy thì ráng chị ráng động viên cháu nói vậy để cho cháu vui. Để em cũng chúc chị và cháu gia đình mình khỏe mạnh. Dạ. Dạ chắc xíu nữa thì tụi em cũng không thể nào vào thăm cháu được. Chị cố gắng ghi hình giùm cái cuộc sống của cháu cho bệnh viện để cho em và anh Dọc Đường Với Bụi và mọi người cùng nhau xem thử như thế nào nha chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Đây đấy gửi cho em, bọn em gửi lời bé Quỳnh nhá, bảo là tại bọn cô các chú cũng nhớ cũng muốn đến thăm nhưng mà quy định của bệnh viện như vậy thì nhá. Thì chị cứ nói cháu là nghe lời mẹ, nghe lời bác sĩ đi. Hôm nay tới là về dưới quê các chú xuống thăm cháu. Bữa nay thầy tới phòng không vô bụng cũng chết à. Bởi vì cái bụng chết. Mày chụp hình con hả? Không có. Không có làm gì vậy? Chụp gửi cho ngoại con. Chụp hai cái cha luôn đi. Thôi. Chụp chưa? Chưa. Chưa, đứng lên. Chụp con chơi vậy. Học chú. Rồi chơi. Chơi bên tay chú. Học chú. Học chơi bên tay.